trận đấu đã bắt đầu. Đó sẽ là một tín hiệu không thực sự tốt đối với hàng phòng ngự của đội bóng này. Bởi lúc này, người kinh nghiệm nhất là Thúy An đang phải thi đấu cùng với những người đồng đội còn trẻ hơn rất nhiều và thiếu kinh nghiệm. Mất hai nhịp để thủ môn Thùy Dương kiểm soát được tình huống này. Đó là trận đấu mà cả hai đội cũng phải tính toán, bởi vì họ đã chắc chắn có mặt ở vòng bán kết và cần phải giữ sức cho các trụ cột. Quả tạt của Vũ Thị Nhung khá nguy hiểm. Người đã băng vào để đánh đầu là Nguyễn Thị Muôn. Pha phối hợp có ý đồ của các cầu thủ Hà Nội 1. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Pha phối hợp rất gọn. Nguyễn Thị Muôn là một trong số những cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Giữa hai câu lạc bộ Hà Nội T và T gặp FLC Thanh Hóa sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam gửi đến quý vị khán giả trên kênh VTV6. Cơ hội vẫn chưa có bàn thắng đến với đội chủ nhà, nhưng họ đã cho thấy khả năng tiếp cận khung thành của thủ môn Thùy Dương đa dạng như thế nào. Hồng Lĩnh sẽ thực hiện quả đá phạt góc này. Như vậy tỷ số đã được mở cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Pha phối hợp đá phạt góc rất hay. Gần như chúng ta không thấy có một phản ứng nào từ hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội 1. Đây có lẽ là một tình huống đã được phối hợp rất kỹ và tập luyện rất nhiều của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Chúng ta vừa thấy Kim Hồng xuất hiện trên màn hình. Lúc này thì Kim Hồng đang ở băng ghế dự bị. Và lên tham gia tấn công của Trương Thị Kiều. Phan Thị Trang. Những giây phút thi đấu ngẫu hứng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Hoài Lương khá nguy hiểm. Hình như không có lỗi việt vị. 2-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Mọi chuyện đến rất bất ngờ và chúng ta đã thấy là sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, lối đá của đội bóng này đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Khoảng trống cũng đến nhiều hơn với Huỳnh Như. Chúng ta vẫn chưa được thấy Hải Yến hay Nguyễn Thị Muôn có nhiều đất diễn. Điện Thị Hằng, cơ hội để dứt điểm, không vào. Sự xuất sắc của thủ môn Kiều Trinh được thể hiện trong tình huống khép góc kịp thời. Điện Thị Hằng đã khống chế và dứt điểm cũng rất gọn và nhanh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha chuyền bóng ngẫu hứng của Nguyễn Thị Muôn. Nhịp khống chế và dứt điểm của Biện Thị Hằng là rất hợp lý. Cơ hội cho Huỳnh Như. Khống chế rất khéo nhưng không thể đánh bại được thủ môn Thùy Dương trong pha dứt điểm cận thành. Cự ly dứt điểm chỉ là khoảng 6m. Và lúc này thì trọng tài đã nổi tiếng còi kết thúc trận chung kết ở mùa giải thứ 19, mùa giải vô địch bóng đá nữ quốc gia được tổ chức với thể thức đấu bán kết và tìm ra hai đội vào chung kết. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã vượt qua câu lạc bộ Hà Nội 1 một cách xứng đáng và thuyết phục.